Alo, xin chào bạn. Nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cây xe sàn 2D để nhận con LG. Con LG thì các bạn vào kích lửa vào lệnh bên dưới để mở lên sàn. Các bạn chọn English. Sau đó các bạn điền mail đăng ký rồi. Password, các bạn điền password ở đây là chữ chữ in hoa, chữ thường và số và ký tự đặc biệt. Các bạn nhấn xem còn. Sau đó các bạn vào Gmail để lấy còn. Các bạn kích vào copy cột. Sau đó các bạn kích vào cái ô này sao và nhấn sign up. Sau khi đăng ký thì các bạn vào phần User Center. Ở phần này các bạn kích vào No ID này. Trước khi xác minh KIC thì các bạn phải cài một trong hai cái bảo mật. Ở đây thì các bạn nên cài Google bảo mật. Sau khi các bạn cài Google Authenticator xong rồi các bạn nhấn vào No ID. Ở phần quốc gia các bạn gõ Việt Nam và last name. Ở phần ID thì các bạn có thể dịch lựa chọn một trong ba loại. Ở đây mình chọn ID card. Các bạn nhập số chứng minh vào. Các bạn gửi mặt trước chứng minh. Sau đó các bạn gửi một tấm hình selfie các bạn chụp với chứng minh. Ở đây thì các bạn nó không yêu cầu các bạn gửi kèm theo giấy ghi ngày tháng năm nên các bạn có thể tạo nhiều tài khoản. Nên lưu ý là các bạn nên sử dụng tạo nhiều tài khoản cho khác IP như các bạn, khác IP mạng. Có thể các bạn sử dụng phần mềm là Fire IP cũng được. Cuối cùng mình nhấn Submit. Như vậy là mình đang đợi việc KIC và các con LG sẽ được phát trong thời gian tới gần gần nhất đây. Thời gian sắp tới. Mình xin kết thúc video hướng dẫn tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để theo dõi video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.